Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dầu gió trắng hai nắp bán tại Mỹ. Thì dầu này sản xuất năm 2021, thì mẫu nó sẽ có mẫu vòng tròn và có chữ là tiêu chuẩn UNA nhé. Hàng này bán tại Mỹ có 3 dòng chữ nha các bạn. Và phía sau này nó có tiếp 6 dòng chữ phía sau nhé. Và nó sẽ có cái một cái bảng số điện thoại hỗ trợ nha các bạn. Thì dầu này mẫu mới 2021 nên sẽ có vòng tròn như thế này, bán tại Mỹ nha các bạn. Mình sẽ khui chai ra cho các bạn xem. Đây, chai dầu như thế này. Mẫu này bán tại Mỹ nha các bạn, nó sẽ có cái dòng chữ phía sau này. Còn mình sẽ lấy mẫu bán tại Singapore cho các bạn xem. Bán tại Singapore thì nó sẽ ghi là Borden Co Singapore này, còn bán tại Mỹ nó sẽ ghi khác nha các bạn. Đây nè, hai mẫu khác nhau. Mẫu mới thì nó sẽ có hàng sử dụng tới 2026 lận. Còn hàng chính hãng á thì bên mình số mình bán cam kết hàng chính hãng nhé. Thì các bạn có thể xem này, hàng chính hãng lúc nào ở ngoài sau nó sẽ có logo chống hàng giả, và bên trong nó sẽ có chữ in ra bên trong này, in chìm nè. Và nhìn thẳng thì nó sẽ thấy hình con ó nha các bạn. Đây, in chìm nhìn thẳng sẽ thấy hình con ó này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn vui vẻ.